thử thách cầm 100k ăn sập phố Chùa Láng. Đây sẽ là chiếc food tour Chùa Láng cho anh em nào cần. Đầu tiên thì đừng nên bỏ qua quán bánh đa cua ở 67 Phó Đài Láng. Mê quán này từ 2 năm trước cơ, bạn nào ăn rồi sẽ nhớ cái vị của nó. Tiếp theo thì không thể bỏ qua quán bánh mì thịt xiên này được. Thịt xiên to, mềm, ngọt mà không bị khô. Quán này thì sinh viên khu này chắc chắn là đã từng ăn qua 1 đến 2 lần. Hiện đây thì đi săn gọng kính 1k với mình không? Kể cả không cần mua hàng mà bạn vẫn được bốc thăm trúng thưởng. Đảm bảo tất cả đều có quà mang về. Hóa đơn trên 700 thì sẽ được mang về một ly Giáng sinh này. Tầng 1 của Andu là một gian hàng siêu rộng rãi. Quá nhiều mẫu mã cho các bạn lựa chọn luôn. Từ gọng thường, kính cận hay là kính râm. Sang xịn mịn lắm luôn mà. Bạn nào mà đang có nhu cầu cắt kính thì có thể qua đây chọn gọng. Tại vì gọng 300k chỉ còn 1.000 khi cắt kính. Mình nhấn mạnh là chỉ 1.000 thôi nhá. Tính ra đi food tour chuyến này thấy hời hời rồi nha. Sau khi chọn gọng thì chúng mình đi lên tầng 2. Ở trên này thì mọi người sẽ được trải nghiệm dịch vụ đo mắt. Trong lúc ngồi chờ thì sẽ có trà bánh để quẩy nhiệt tình này. Được cái kỹ thuật viên nhiệt tình, minh bạch về sản phẩm nhá. Thể hiện ở chỗ là được nhìn quy trình cắt kính và được trả lại vỏ trong kính có tem mác đầy đủ. Hơn nữa là sẽ được đo mắt 12 bước theo chuẩn quốc tế. Kính mắt Andu mới toanh ở 36 Chùa Láng nha. Săn gọng 1k xong thì lại tiếp tục đi ăn trứng cút nướng này. Còn đây có cả bánh tráng nữa nhưng mình mê nhất là trứng cút ở đây. Tiếp theo đó thì đừng quên bỏ qua quán bánh mì nướng muối ớt ở 29 Chùa Láng. Rẻ lắm mà ăn tầm chiều nó vào cực, quán này cũng đổi nữa. Anh em khu này mà không biết thì không phải là sinh viên khu này đâu. Cuối cùng là một quán đang rầm rộ vào thời điểm hiện tại. Ngô nướng sốt ở ngõ 157 mà cứ hễ vào đông là mọi người lại qua đây ăn. Nhưng mà trải nghiệm của mình hôm qua ăn thì hơi tệ. Mình gọi bốn bát bốn vị mà được mỗi vị sô cô la là ổn nhất. Mà các vị khác thì ăn lạc quẻ cực kỳ luôn, không hiểu sao. Không cần phải ra tận Chùa Láng để ăn ngô sốt. Anh em Baking Say xem ngay địa chỉ này để có một mùa đông không lại. 15k một bắp ngô to hoành trà bá. Cam kết dẻo, không phải trả tiền. Mà quan trọng là ở đây có các loại sốt. Bơ mật ong này, bơ phô mai này, ăn cuốn cực dính. Mà cái ngô nó kiểu không bị cứng hay là bị khô không khóc đâu. Nó mềm, dẻo và ngọt. Nên cái nỗi mà ăn một bắp là phải ăn đến bắp thứ hai. Mùa đông thì ngô nướng bán đầy đường rồi, thế nhưng mà ngô sốt kiểu này thì lại rất ít chỗ bán. Anh em Baking Say mà thèm thì chẳng cần đi đâu xa nữa rồi nhá. Ngô to sạch sẽ mà có chỗ ngồi như đi camping thì chỉ có ở đây có thôi. Lạnh thế này phải lên cho anh em quán ngô sốt mới hợp thời tiết chứ nhỉ. Hôm mình quay mới chỉ có ngô thôi, còn khoai mật thì các bạn cứ ra xem, biết đâu hôm nay lại có thì sao. Ở đây có ngô ngọt với cả ngô nếp, nhưng ngô ngọt thì chỉ nên ăn nướng thường thôi, thêm sốt vào thì sẽ không ngon bằng ngô nếp đâu. Một lời khuyên chân thành dành cho anh em là như thế, còn anh em ăn như nào thì tùy anh em, chứ chỉ biết giới thiệu thế thôi. Quán này nằm ngay ở số 8 Đại Cồ Việt nha. Hôm nay lên cho anh em quán lạp xưởng chuẩn vị Trung Quốc nhất mình được ăn ở Việt Nam. Chỉ 15k thôi là mọi người đã được ăn một chiếc lạp xưởng cực chuẩn vị Trung Quốc này rồi. Thế luôn là cái vị lạp xưởng nó ngọt, vỏ ngoài nó giòn mà bên trong thì mềm mềm sụt đỉnh cực luôn. Còn cái mà mọi người đang nhìn thấy ở trên màn hình đây là xúc xích Trung Quốc. Tùy vào vị hay là sốt mọi người ăn thì sẽ có giá từ 18k trở lên. Cái này thì cũng mới xuất hiện ở Hà Nội chưa lâu, đã sẽ hot trong thời gian sắp tới đây này. Ăn cái vị của xúc xích này thì nó sẽ giống như là ăn xúc xích ăn liền. Mình tưởng tượng bên ngoài nó lại siêu giòn, bên trong thì rất là mềm. Sau đó sẽ được quét lên cái lớp mà nguyên liệu từ Trung Quốc ấy, rồi thêm các loại sốt. Có tầm 5 loại sốt đây, nhưng mà theo mình thấy thì ăn cái ớt bột nguyên bản là ngon nhất. Còn mấy cái sốt này thì mình thấy đu chen được thôi. Bề ngoài bắt mắt này, trông hay này, rất đáng để thử chứ độ. Nhưng mà cái đáng để thử nhất mà mình vẫn muốn recommend mọi người đó chính là lạp xưởng ở đây. Thề là đỉnh vãi, ăn một lần là nhớ mãi. Tại vì lần trước sang Trung Quốc thì mình thích cái món này nhá. Đây là lần này ăn không lẫn cái vị đi đâu được. Ăn nhẹ cơ bản thì cũng phải ba cái này mới ngừng được. Mà cái ớt bột này thì không cay nha, nó chỉ hơi tê đầu lưỡi. Nhưng mà ăn cùng xúc xích hay lạp xưởng thì rất hợp luôn. Nếu như mà muốn có một chiếc bụng phẳng thì bạn cần đầu tiên đừng xem clip của mình, bởi vì clip của mình chỉ có ăn thôi. Mà mỗi lần đi ăn lại toàn quán như thế này mới khổ chứ. Cứ nạp toàn đồ dầu mỡ với tinh bột vào thì bụng có mà gầy. Nhưng mà biết sao được, không ăn thì đói, ăn nhiều thì no. Và hello mọi người, lại là May đây. Rồi 43 cân thì mình đã ăn uống như nào để không bị béo bụng? Mình nhìn nha. Đùa đấy, theo tìm hiểu thì mọi người nạp ít đường vào cơ thể nhất có thể. Ăn thịt đỏ, rau, còn tinh bột thì giảm đi. Một thời gian thôi là mọi người đã thấy cơ thể mình khác rồi. Thi thoảng thì nạp cho mình một bữa vitamin đồ Hàn. Hôm nay mình dẫn mọi người đi ăn một quán đồ Hàn rất là nổi tiếng. Quán này nằm trong trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu. Vincom Bà Triệu thì sang rồi đấy. Nhưng mà mình không thích nhất là cái đoạn gửi xe và phải tắt máy, dắt bộ, bỏ khẩu trang ra thì cũng y chang như vậy. Với cả cái cảm giác đi vào Vincom Bà Triệu mấy bạn nhân viên cứ khinh mình kiểu gì ấy. Đây là một năm chắc đi được một lần. Nói qua về quán hôm nay mình ăn thì ở đây là chuyên về đồ Hàn và đồ nướng. Hôm nay thì bọn mình ăn các món lẻ đồ Hàn thôi, như là canh xương bò, mì lạnh, thịt ba chỉ, cơm trộn Hàn Quốc, nhưng mà ở đây có cái bánh ngô ngon cực mọi người không ạ. Cần ăn nướng nhưng mà vẫn có rất nhiều đồ pan chang ăn kèm nhé.